Nào đây anh đẹp mà đây sáng khó đẹp. Anh Thảy. Gì? Anh Thảy nói chụp cho anh mấy cái tấm hình. Nào. Được chưa? Rồi, nhất đứng đầu. Ok, anh ok. 2 3. Trời vướng. Nào anh nhất đứng đầu. Đúng em. Wow. Wow. Vướng mấy cái đầu không à? Chụp xuống cho chị Tâm chụp tấm. Rồi. Em chụp mà cắt bao đẹp luôn. Để lùi cho em đi.